Kịch bản khổ nhục kế của Phượng Ve và tình tiết khiến Hồng Loan mất điểm. Thưa quý vị, đạo lý dân tộc và quy định của pháp luật là con hợp pháp thì được hưởng tài sản của cha mẹ và con hợp pháp thuộc hàng thừa kế thứ nhất, không có gì thay thế. Tại sao chúng tôi lại nhắc đến vấn đề này trong phần đầu hôm nay? Bởi hiện tại có một số cộng đồng mạng đã bị cắt vỡ tuồng của các diễn viên bên phía kênh kênh bào mòn lòng tin nên chúng ta hãy rạch rồi giữa lý trí và tình cảm khi theo dõi drama này nhé các bạn. Và bây giờ chúng tôi xin đi vào nội dung chính. Chuyện drama gia tộc nhà của Vũ Linh bản chất là một cuộc tranh chấp trong nội bộ gia tộc. Không có quy mô lớn và mang ý nghĩa của cả một xã hội, cả một cộng đồng. Vì vậy rất có nhiều người không biết về drama này. Một bộ phận khác thì không có thời gian theo dõi những video phân tích dài mà chỉ xem những video ngắn tổng hợp nội dung những nhóm người này khi xem được những dạng nội dung như hồng phượng bảo quán bún bò vất vả mưu sinh hồng phượng làm từ thiện sẽ có cái nhìn hảo cảm cho đứa cháu gái họ lê bởi đơn giản thì bất kỳ ai cũng yêu quý một người đi làm từ thiện còn những khán giả theo dõi rama này dù hiểu cốt lõi câu chuyện tuy nhiên một bộ phận đã bị đánh vào lòng trắc ẩn nền móng giúp hầm lon được cộng đồng mạng yêu thương ngoài vì là con gái của cố nghệ sĩ vũ linh thì còn đến từ sự vất giả, nghèo khó, chất phát, giản dị của Hồng Loan. Đầu Rama, Hồng Loan là người yếu thế, thân cô, thế cô, mẹ con nhà Phượng Ve là kẻ mạnh, là cả một tập đoàn. Vì vậy, cộng đồng mạng mới đứng ra bảo vệ cho Loan, bảo vệ người yếu thế. Còn thời điểm hiện tại, nhờ sự giúp đỡ của anh chị, sự yêu thương của cộng đồng mạng, Loan đã trở về đúng vị trí là công chúa, con của một ông hoàng cải lương. Thế nhưng, vì cô thường xuyên đến những địa điểm sang chảnh, xài hàng hiệu, được đưa đón bằng xe hơi, tụ tập ăn uống cùng những người nổi tiếng, đã vô tình khiến hình ảnh của Hồng Loan méo mó trong góc nhìn của một số người ủng hộ phe đối lập. Với cuộc sống lên mây của Loan thì Phượng Que hiện tại lại bắt chước hình tượng nghèo khó giản dị của Loan ngày nào, bởi thời điểm này Loan trên cơ, còn Phượng thì lại thành công. Trống vai ở kèo dưới là một kẻ đáng thương và cộng đồng mạng lại bắt đầu có dấu hiệu đổi chiều bảo vệ kẻ đáng thương, kẻ yếu thế là Phượng Ve. Tối ngày 10 tháng 10, chị Di có buổi livestream dù đã giữ tông nhẹ nhàng trò chuyện gần gũi với khán giả sau khi một khán giả thắc mắc về tiến trình giải quyết vụ án thì chị ni đã có một phút cao giọng và có thái độ gắt gỏng mời vị khán giả này ra khỏi livestream nếu không muốn nghe sau bữa livestream của chị ni đã xuất hiện một vài bình luận thất vọng về phe của hồng loan chẳng qua vì người ta thương hồng loan yếu thế người ta thương người ta lo lắng cho Loan nên lựa lời mà nói với khán giả người ta cũng chẳng có lợi lộc gì cả chúng ta là những người ngoài còn cay còn tức khi cháu họ Lê dành tài sản với con gái họ võ thì người trong cuộc đang hỗ trợ Hồng Loan còn cay, còn thức gấp 10 lần chúng ta. Khi liên tục bị quấy phá, gây áp lực từ nhiều phía, chị Ni cũng có cuộc sống cơm áo gạo tiền, mà phải kè kè bên Hồng Loan, giúp Hồng Loan từ pháp lý đến truyền thông, giúp từ việc an ủi, tư vấn tâm lý cho Loan đến chuyện hỗ trợ tiền bạc. Vì vậy, chị Ni rất áp lực dẫn đến thiếu kiềm chế khi trả lời khán giả là chuyện chúng ta có thể thông cảm tuy nhiên giữa lúc hồng phượng đang liên tục ghi điểm tẩy trắng thì phát biểu của chị ni vừa rồi đã vô tình đáo vào lưới nhà khiến kẻ địch ngồi run đùi vẫn ghi bàn lon một tịch về truyền thông ni cũng chẳng biết diễn sức từ khi bắt đầu vụ drama cho đến hiện tại phía con gái vũ linh chưa bao giờ dùng truyền thông hay lên kịch bản truyền thông để lấy lại công bằng phía lon chỉ đơn giản là cung cấp thông tin chia sẻ thông tin cho khán giả biết còn những kênh youtube ủng hộ lon trên mạng xã hội thì đều xuất phát từ sự yêu thương vô điều kiện của cộng đồng mạng những người đã bất bình trước những điều mắt thấy tai nghe trái đạo lý thông thường mà lên tiếng còn phía phượng que bên họ toàn là những nghệ sĩ diễn viên ca sĩ diễn là nghề của họ nuôi thân truyền thông là điểm mạnh của họ huống hồ giờ đây họ đang tựa vào một cây đa cây đề mang tên là bh media thiên thời địa lợi nhân hòa vốn tự có là khả năng diễn xuất có sẵn tiềm lực kinh tế, lại được sự cố vấn của một công ty truyền thông, thì việc tẩy trắng đối với bè là chuyện dễ dàng. Pháp lý cần cần thua, bất lợi khi Lon sở hữu giấy tờ hợp pháp là con của ông giỏi văn ngoan. Nhưng về mặt truyền thông thì Hồng Lon chẳng có gì trong tay. Ngược lại, Phượng Que thì có tất cả. Với những phân tích trên, Chúng tôi hy vọng quý vị hãy cảnh tỉnh khi theo dõi ra ma gia tộc Vũ Linh, đừng để bị dẫn dắt bởi khổ nhục kế của Cần Cần. Đồng thời hãy thông cảm cho sự nóng tính của chị Ni trong live stream vừa rồi. Và chúng tôi tin rằng dù truyền thông họ có giỏi hơn Loan, họ có tẩy trắng ra sao thì ngàn đời cũng không thể nào thay đổi. Một chân lý là con hợp pháp thì hưởng tài sản của cha mẹ.